Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin kinh tế tài chính quốc tế. Các nhà đầu tư phố Wall đã phản ứng thận trọng dù dữ liệu tăng trưởng GDP quý 2 tăng mạnh hơn dự báo tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mức tăng 2,8% trong quý 2, tức là cao gấp đôi số liệu tăng trưởng trong quý 1, cho thấy kinh tế Mỹ đang rất vững vàng dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì 2/3 chỉ số chính giảm điểm. Sau một thời gian tăng nóng thì nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các công ty liên quan tới trí tuệ nhân tạo bị bán ra nhiều hơn cả. Xu hướng dòng tiền dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn diễn ra mạnh mẽ. Thông tin tích cực tại phố Wall lúc này là mùa báo cáo lợi nhuận quý 2 nhìn chung đã có khởi đầu thuận lợi hơn 25%. Công ty thuộc nhóm S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh với khoảng 80% trong số này có kết quả vượt kỳ vọng theo dữ liệu từ FactSet. Ông Brent Bernstein, giám đốc quỹ quản lý tài sản cá nhân ngân hàng UBS cho hay Mỹ đang có mức tăng trưởng thu nhập theo quý tại các doanh nghiệp tốt hơn dự kiến trong năm nay và một nền kinh tế kiên cường hơn mọi người nghĩ. Đà bán của nhóm cổ phiếu công nghệ lúc này chỉ nên hiểu là sự điều chỉnh cần thiết sau một thời gian tăng quá nóng. Ông Jeff Scott, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường và kinh tế, quỹ đầu tư ClearBridge cho biết, dữ liệu GDP quý 2 thật sự rất tích cực, cho thấy chi tiêu của mọi người tiêu dùng Mỹ vẫn rất tốt, kinh doanh vững vàng. Nền kinh tế đang đi theo đúng hướng mà Fed muốn thấy, mức tăng trưởng quanh ngưỡng 2%.